Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay cả nhà cùng trải nghiệm với mình đi trên tàu cruise 5 ngày 6 đêm. Bây giờ mình ngày đầu tiên là bây giờ mình chuẩn bị mình vô mình check in phòng nha cả nhà. Thì mình lên mình gửi vali thì người ta để trước cái cửa phòng cho mình sẵn rồi. Thì bây giờ mình cùng mình đi vô check in cái phòng này. Wow, phòng hơi lớn á nha. Wow. Ồ, cái giường lớn á. Giường này king size nè. Mình book cái phòng này là có balcony nha cả nhà. Ồ, tàu chuẩn bị chạy nè. Wow. Đó. Đẹp chưa? Wow. Book balcony là cái phòng lớn lắm nha cả nhà. Wow, đẹp quá. Ồ, ôi, đẹp chưa? Đây là ngồi enjoy. Đẹp quá. Thì phòng vô cái phòng có những gì cho cả nhà coi nha. À, có tủ lạnh nha cả nhà nha. Đây có ấm nước. Wow, phòng lớn á. À, cái chuyến tàu này, chuyến cruise này á, mình đi 5 ngày 6 đêm. Cho nên là họ không có bán nước all inclusive, họ cho một người á, là đem một chai champagne với một chai rượu nhẹ. Thì mình đem hai chai thôi. Để mình còn ra bar rồi mình uống nữa. Đó mình đem theo. Đây là phòng có phao. Xếp bốt này nha cả nhà. Một chỗ đựng quần áo cũng lớn đó nha. Trong này là toilet, shower cũng rộng, thoải mái. Phòng mà có balcony là ở thoải mái lắm. Đây là phòng tắm, vừa tới nơi là mình soạn đồ cá nhân của mình nè. Phòng tắm cũng lớn, rộng rãi, sạch sẽ, đẹp lắm. Nó sao rồi, phòng tắm. Thank you.
Present is advertised for the people are unable to join the ship. Thực đơn của ngày đầu tiên nha cả nhà, đồ ăn cũng ngon lắm. Có starter, có main course nha. Có tôm nè, có chicken nè, có lamb nè. Ồ, menu ngon á. Tối nay mình sẽ xuống tới nhà hàng này mình ăn nha cả nhà. Let's see him now. Here we go.
Wow. Wow. Cập bến vô đất liền là đẹp quá. Gần tới Amsterdam rồi thôi nha cả nhà. Tới Holland rồi, đẹp quá. Thời tiết cũng giống như bên UK. Cũng gió với lại cũng hơi lạnh. Hơi mộng chưa? Cái khu lý xài đi tùng nè. Wow, đẹp quá. Cùng theo mình đi vô check-in spa của trên tàu này nha cả nhà nha. Let's go. Spa với lại gym ở trong này. So it will be C612. Yes, that's it. Này, trên tàu là nó có cắt tóc. Cắt tóc. Đó, cắt tóc này cả nhà. Là móng nè. Là móng tay nữa nè. Mà trên này là giá là phải gấp 3, gấp 4 lần ở ngoài nha cả nhà. Đồ đông lắm, nghẹt kích luôn à. Buổi trưa thì người ta đi ăn hết rồi. Chim cũng lớn lắm. Tàu cập bến xong rồi bắt đầu người ta ra ngoài người ta ngắm à. Chim lớn ha. Quá trời người. Tàu đã cập bến rồi cả nhà ơi. Chuẩn bị thả người xuống để người ta vô Amsterdam người ta chơi nha cả nhà. Bến của Hà Lan nè. Thank you.
So me and Jess, we can easily use the grater for our favorite pizza, pasta, sandwich. Đi ăn tối nha cả nhà. Yeah, no, it should be nice and easy, thanks to you.